Bác Sát Huy xin kính chào quý vị yêu hoa cây cảnh và sách toàn quốc. Trước mắt quý vị là hai xe cẩu chở những cái tác phẩm của chú Thông Mơ Thanh Hóa về với triển lãm Hải Dương. Những cây xanh cổ đẳng cấp của chú Thông Mơ. Trên xe Bố Sa Đô Huy nhìn thấy có gần chục tác phẩm. Mọi người đang hồi hộp chào đón những cây xanh cổ của chú Thông Mơ. Quý vị hãy chiêm ngưỡng cái quá trình hạ những cây xanh cổ này xuống sân triển lãm Hải Dương. Cây trực cổ đặc biệt ấn tượng. Chào các anh nhá. Chào anh Hoạt. Chào tất cả các anh em đang có mặt ở đây. Đang chuẩn bị hạ rồi quý vị ạ. Và phía trong này là một đôi cây xanh cổ nữa. Như vậy là có 7 tác phẩm. Và quý vị hãy chiêm ngưỡng một cây xanh cổ đặc biệt quý. Chúng ta nhìn thấy những cái lu rất to. Một cây đặc biệt. Chúng ta sẽ chờ đợi từng tác phẩm hạ xuống triển lãm xin lỗi quý vị, hạ xuống triển lãm Hải Dương. Vườn cây đẳng cấp của chú Thông Mơ thì chắc quý vị ok cả nước đều được xem qua và đều được nghe nói. Thì quý vị có hàng mấy trăm tác phẩm tranh cổ rất là quý, rất ấn tượng và là những nơi cất giữ những cái cổ vật của Việt Nam, cây cổ của Việt Nam. Chào anh nhé. Chào nhớ không nhớ. Chào hai anh. Nhớ xong nhớ. Chào anh em. Công tác nhận cây vẫn đang tiến hành. Và còn ngày hôm nay nữa, ban tổ chức nhận cây nữa. Xong thì sẽ kê đặt và chỉnh sửa cho tác phẩm có một cái diện mạo đẹp nhất, chỗ đứng đẹp nhất. Các anh ấy đo cẩn thận này, khoảng cách của từng cây theo kích thước chuẩn luôn. Trước mắt quý vị là tác phẩm đầu tiên của chú Thông Mơ đã được hạ xuống và đang di chuyển vào vị trí. Mọi người đang đứng rất đông để chứng kiến cái quá trình hạ những cái cây cổ của chú Thông Mơ. Những cái sức hút của cây đẹp, cây quý là như vậy đấy quý vị. Một tác phẩm đã kê xong quý vị nhé. Chú Thông Mơ thì toàn những cây cổ rất già thôi. Và cây nào thì cũng lu từ gốc lên đến ngọn. Đừng đọc vào. Một cây thứ hai của chú Thông Mơ đang được hạ xuống. Một cây long cổ quý vị ạ. Đây là một cái đôi. Đây là một cái cây vừa rồi hạ xuống. Quý vị nhìn thấy khác rất nhiều cây long nữa. Đây là cây long rất già quý vị. Và một cây nữa đang hạ xuống. Thật sự là khủng khiếp. Cái vẻ cổ kính của những cái tác phẩm của chú Thông Mơ. Rồi, chưa được đâu. Tiến lên, lóc kia lên. Rồi.
Cây thứ hai đã kê xong quý vị ạ, đã xong một cây thứ hai rồi. Quá trình chuyển những cái tác phẩm này rất là cẩn thận, những cái cây rất giá trị, rất quý của chú Thông Mơ. Bác Sa Đa Huy đang ghi hình những tác phẩm của chú Thông Mơ thì lắm được cái thông tin. Anh em chào anh, lắm được thông tin có giao dịch cây rồi. Bạn Lịch chia sẻ một chút nào. Xin chào tất cả anh em nhé. Chào Lịch nhé. Anh em quý trọng làng cây. Thì thấy Lịch bảo là có cái giao dịch cây thì Lịch có thể chia sẻ cho quý vị yêu cây được nắm rõ. Hôm nay là cũng rất vui vinh dự là cũng có một tác phẩm để giao lưu với một số em ở trên Bắc Ninh. À, một tác phẩm cái xanh cỏ. Ồ, tác phẩm của cội nguồn anh ạ. À, cội nguồn. Của bạn Lịch béo nhá. Lịch đứng vào gần cây tí. Đâu xem nào, cái bạn chú em là bạn nào? Đã có giao dịch cây rồi. Dạ dạ. Lịch bán cho ai? Đây em rồi, chú em này. Chú em đẻ nhỉ? Dạ. À đây là em hả? Vâng. Em là may mắn được anh Lịch nhượng cho hả? Vâng. Chơi cây lâu chưa mà mạnh dạn bắt tay. Ô, chào Trương, chào chú Cường ạ. Mới chơi thôi. Đã có giao dịch chưa chú ạ? Chào chú. Cảm ơn hôm nay thì chú. Đấy. Ok rồi, hai anh em bắt tay cái nào. Đã bắt tay rồi. Cây rất giá trị. Hai anh em nhìn đây nhá. Tuyệt vời, tuyệt vời. Cười lên, người bán cho mặt ỉu thế. Người mua tươi thế mà người bán thì đây là tuyệt vời, tuyệt vời. Vẫn đang hạ cây, đã có bắt tay rồi. Em giới thiệu tên một chút nhỉ? Em Hà. Em ở Yên Phong Bắc Linh. Yên Phong Bắc Linh. À, kinh doanh về tóc. À, Yên Phong vừa rồi triển lãm đúng không? Đúng rồi bạn. Em ở Yên Phong. Thế à. Rồi, tuyệt vời. Chúc mừng hai anh em nhá. Một cây xanh cổ. Vâng, cảm ơn anh em rất nhiều. Em nhá. Dạ vâng, em cảm ơn anh em. Anh Lịch cũng cười tươi tí nữa. Thôi cũng chúc mừng. Chú Cường cũng trong trưởng ban tổ chức đang có mặt ở đây. Vâng. Giữ mình nhá. Đây chú ơi, chú nhìn đây đây. Xuống mà đã tuyệt vời, tuyệt vời. Nổ ngay. Thế mà chú Cường có thể chia sẻ một chút cho quý vị yêu cây. Chúng cháu cũng đang rất vui đây. Vừa mới hạ xong. Cây thì vẫn đang nhận mà bắt tay. Thì là tôi rất là vui vì là ngay cái ngày trước khi vào khai mạc thì đã có một cái giao dịch rất là lớn. Xin cảm ơn người chơi và đặc biệt là cảm ơn người bán và người mua. Cảm ơn chú. Cho một tràng vỗ tay nhé. Đúng rồi, quý vị cho một tràng vỗ tay. Nên như thế này thì Hải Dương khả năng là sẽ rất nhiều những cái cuộc giao dịch bắt tay đây. Đấy, chú Hòa cái gì rất đông. Không cho mang về. Nhất định là chúng tôi chưa cho mang về ngay đâu. Cái sức nóng của Hải Dương giao dịch cây là từ lúc chưa triển lãm đến lúc chuẩn bị triển lãm, và khi vào triển lãm thì chắc chắn là sẽ có rất nhiều những cái bắt tay giao dịch cây. Những cái thông tin rất vui quý vị ạ. Xã Đức Huy đang ghi hình nhận cây thì nắm bắt được cái thông tin giao dịch cây, bắt tay chuyển nhượng cây. Một cái thông tin cực kỳ vui. Tuyệt vời quá. Xin được chúc mừng cho chủ nhân cũ, chủ nhân mới. Và chúc mừng và chúc cho ban tổ chức sẽ tổ chức một cuộc này triển lãm sẽ thành công nhất từ trước cái này. Chào anh Duy. Vâng. Anh chào Đức Huy. Chào anh nhá. Thật là khỏe đấy. Cảm ơn anh. Phải có đôi chân dẻo dai để đi chia sẻ gửi tới quý vị. Bởi vì quý vị mới có phát trực tiếp khoảng 2 tiếng thôi. Nhưng mà máy vẫn chưa hết pin. Chúng ta sẽ trở lại với những tác phẩm của chú Thông Mơ. Đây là cây thứ 3 của chú Thông Mơ quý vị nhá. Một cây trực tán tầng cổ đang được hạ xuống. Một đôi quý vị nhé. Có một đôi. Đôi trực tán tầng nguyên bản. Một cây thứ tư đang được chuyển xuống.
trước sự chứng kiến của rất đông mọi người đang có mặt ở triển lãm. Những cây cổ rất rất giá trị đang được chuyển xuống từng tác phẩm. Quý vị nhìn thấy sân triển lãm mới đẳng cấp làm sao. Đây là cái hình ảnh chưa xong, chưa kê xong, chưa set up xong, nhưng đã nhìn thấy mê quá rồi, đẳng cấp quá rồi. Khi có sự hiện diện của toàn những siêu phẩm, những cây sao số của Việt Nam. Thưa quý vị, quá trình hạ những tác phẩm của chú Thông Mơ còn rất dài. Quý vị nhìn thấy 7 tác phẩm, mới được 4 tác phẩm, còn 3 tác phẩm nữa. Và Sa Đa Huy xin phép quý vị được dừng lời đây, sẽ chia sẻ tiếp quá trình hạ tác phẩm ở cuốn video sau. Xin cảm ơn quý vị và chào tạm biệt quý vị. Hẹn quý vị ở cuốn video sau.